Sau khi ngọn lửa kem muối biển làm nóng lên thị trường trà sữa, chợt có ngọn lửa khác to hơn, dữ dội hơn, lan tỏa hơn. Đó chính là ngọn lửa kem phô mai. Đồ uống ngày hôm nay, trà ô long kem phô mai. Bước đầu tiên, rót 150ml base vào Âu. Đánh bông lên. Tiếp tục cho thêm 150g bột chi bột phô mai. ml sữa tươi. Tiếp tục đánh. Như bạn thấy, kem phô mai sẽ có độ sệt nhiều hơn kem muối biển. Sau khi đã có kem phô mai, chúng ta hãy tới với bước 1 làm ra trà ô long kem phô mai. 100 nước cốt trà ô long. Hai mươi ml đường. Khuấy đều. Đổ ra cốc. Thêm đá. Thêm một muỗng kem phô mai. Nếu bạn đã ăn lớp kem muối biển ở phần học trước, bạn sẽ bất ngờ vì độ gây nghiện của nó. Nhưng còn kem phô mai, nó còn khủng khiếp hơn thế rất nhiều lần. Đồ uống tiếp theo sẽ có mùi hương và hương vị rất quyến rũ. Tôi sẽ bật mí cho bạn ở bài học tiếp theo.